chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về tác giả Nguyễn Du. Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc, là người đã viết lên kiệt tác Truyện Kiều. Ở đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tác giả theo hai phần. Thứ nhất là cuộc đời, thứ hai là sự nghiệp. Ở đó, trong phần cuộc đời, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ yếu những đặc điểm nổi bật mà có ảnh hưởng tới sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du. Thứ nhất, chúng ta đi vào tìm hiểu về quê hương. Ông có quê cha ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, quê mẹ ở Kinh Bắc, Hào Hoa. Nhưng ông lại sinh ra, lớn lên ở Kinh Thành, Thăng Long. Những yếu tố này có ảnh hưởng thế nào tới sự nghiệp của ông? Chúng ta đều thấy, ba vùng đất này đều là ba vùng đất có truyền thống về văn hóa, văn học từ rất lâu đời. Và chính điều này đã hun đúc lên những nét văn hóa đặc trưng trong con người tác giả. Quả thật, Nguyễn Du là con người hội tụ được tinh hoa văn hóa của rất nhiều vùng văn hóa lớn. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu về gia đình. Gia đình ông là một gia đình đại quý tộc có truyền thống hoa bảng, đặc biệt lại có truyền thống văn chương. Thân phụ của ông là Nguyễn Nghiễm, đã từng có lúc giữ chức tể tướng trong triều đình Lê Trịnh. Có nhiều người đã có những câu phú là bao giờ thì tông thống hết nước thì họ nhà này mới hết quan. Quả thật đây là một gia đình đại quý tộc, nhưng mà gia đình này có truyền thống hoa bảng và truyền thống văn chương rất đáng trân trọng. Và yếu tố về gia đình đã tạo điều kiện cho Nguyễn Du tiếp thu truyền thống gia đình. Năng khiếu văn học có điều kiện được nảy nở phát triển. Yếu tố thứ ba tác động tới con người của ông chính là thời đại. Ông sống trong một thời đại có nhiều biến cố lịch sử dữ dội, nhiều phen thay đổi sơn hà. Và điều này đã làm Nguyễn Du chứng kiến và sống giữa những cơn bão táp lịch sử. Ông chứng kiến số phận con người điêu đứng. Điều đó tất yếu có ảnh hưởng sâu nặng tới những sáng tác của Nguyễn Du. Tiếp theo, chúng ta đi vào tìm hiểu những giai đoạn lớn trong cuộc đời của tác giả. Cuộc đời của tác giả có thể phân thành các chặng như sau. Thứ nhất là thời niên thiếu. Lúc này ông sống trong vàng son như ngựa của một gia đình đại quý tộc ở Kinh Thành, Thăng Long. Chính thời kỳ này làm cho ông có hiểu biết về cuộc sống phong lưu xa hoa, cũng như thân phận đau khổ của những ca nhi phụ nữ, và cũng tạo điều kiện cho ông được học hành tử tế để tiếp xúc với văn học Bắc học. Nhưng thời đáng nói chính là thời thanh niên. Năm 1783, ông thi vương được tam trường và nhận chức quan nhỏ ở Thái Nguyên. Nhưng đến năm 1789, khi của xã hội có sự thay đổi, thì ông đã phải nếm trải cuộc sống nghèo khó, bần hàn, loạn lạc. Nó được tính bằng 10 năm gió bụi của ông trên đất Thái Bình. Và ngoài ra còn có những tháng ngày ông ở quê cha Hà Tĩnh, sống cuộc sống của người đánh cá ở Biển Đông và người đi săn ở núi Hồng Lĩnh. Chính vì thế, ông rất thấu hiểu cảnh nghèo khó của nhân dân. Và đồng thời trong thời gian này thì ông đã tiếp thu được thêm lời ăn tiếng nói hàng ngày rất bình dị của người dân. Điều này đã làm cho những sáng tác của ông vừa mang tính chất bác học, vừa mang tính chất bình dân. Tiếp theo, giai đoạn thứ ba cũng có ảnh hưởng tới những sáng tác của ông, chính là giai đoạn ông ra làm quan với nhà Nguyễn. Khi xã hội đã đi vào bình ổn, thì ông đã lại ra làm quan. Và có hai sự kiện có ảnh hưởng tới sáng tác của ông, đấy là năm 1813, ông được cử đi sứ Trung Quốc. Đến năm 1820, ông được cử đi sứ lần hai, nhưng chưa kịp đi thì mất. Rõ ràng sự kiện được cử đi sứ này đã giúp ông được tiếp cận với những tác phẩm văn học Trung Quốc. Trong đấy thì có Kim Vân Thủ Truyện, Nguyên Tác của Truyện Kiều. Tất cả những lần đi sứ này đã được để lại dấu ấn sâu đậm trong thơ văn của ông. Như vậy chúng ta thấy ở đây, Nguyễn Du có một tài năng thiên bẩm, hội tụ tinh hoa của những vùng văn hóa lớn, cùng với vốn sống, sự trải nghiệm phong phú và một trái tim tê tái thương yêu. Điều này đã đưa Nguyễn Du từ một quý tộc bị phá sản lên thành một nghệ sĩ thiên tài. Người ta đã từng nói về ông, một kiếp tài hoa, làm tướng, làm khanh, sinh chẳng hẹp, trăm năm sự nghiệp, ở nhà, ở nước, chết còn vinh. Thứ hai, chúng ta đi vào tìm hiểu sự nghiệp văn học. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu các sáng tác chính của tác giả. Và đầu tiên là sáng tác bằng chữ Hán. Ông đã sáng tác được các tập Thanh Hiên Thi Tập,
Nam Trung tạp ngâm, Bắc Hành tạp lục. Thanh Hiên thi tập gồm 78 bài, chủ yếu trong những tháng ngày mà ông viết trước khi làm quan nhà Nguyễn. Nam Trung tạp ngâm chỉ có 40 bài và được viết trong thời gian làm quan ở Huế và Quảng Bình, ở những địa phương phía Nam Hà Tĩnh, quê hương ông. Còn Bắc Hành tạp lục được ghi chép trong các chuyến đi sang phương Bắc gồm 131 bài. Thơ chữ Hán của tác giả thể hiện tư tưởng, tình cảm, nhân cách của Nguyễn Du, con người Nguyễn Du. Đặc biệt là nó được tái hiện ở trong cảnh ốm đau, đói rét, bệnh tật, trong sự cô đơn. Ông đã từng viết những câu thơ: 10 năm gió bụi đã qua rồi, đâu cũng nhà ta giữa đất trời. Hay rào rã non hồng, 10 miệng đói, ốm co thành Huế, một thân trơ. Hay ta có một chút tâm sự không biết ngỏ cùng ai, dưới chân núi hồng, sông Quế Giang sâu thẳm. Ngoài ra thì chúng ta thấy thơ chữ Hán của ông còn thể hiện sự phê phán xã hội phong kiến chà đạp quyền sống con người, đặt sự cảm thông với những thân phận nhỏ bé của xã hội. Trong chương trình lớp 10, chúng ta đã được viết một bài, đấy là bài đọc Tiểu Thanh Ký. Bài này rõ ràng đã thể hiện sự cảm thông của ông với thân phận người phụ nữ tài hoa bạc mệnh trong xã hội xưa. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu những sáng tác bằng chữ nôm. Và sáng tác nổi bật nhất của tác giả chính là Truyện Kiều. Truyện Kiều được coi là kiệt tác độc nhất vô nhị của văn học trung đại Việt Nam. Nó mượn cốt truyện từ phim Vân Tử Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ đi vào thảo luận một câu hỏi. Có ý kiến cho rằng Truyện Kiều chỉ là bản sao chép phim Vân Tử Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Theo em có đúng không? Rõ ràng ý kiến này đã bị rất nhiều người phản bác. Bởi vì tuy mượn cốt truyện của phim của Thanh Tâm Tài Nhân, nhưng Nguyễn Du đã có sự sáng tạo rất nhiều, đưa một cuốn truyện bình thường, một cuốn tiểu thuyết bình thường trở thành kiệt tác. Sự sáng tạo đầu tiên của ông là đã chuyển từ thể loại văn xuôi sang thể loại thơ trữ tình tự sự. Thể thơ trữ tình tự sự. Và đương nhiên, ở đây điểm sáng tạo nổi bật hơn là ông đã thể hiện những tư tưởng lớn của mình vào trong tác phẩm này. Nếu phim Vân Tử Truyện chỉ là một câu chuyện tình tay ba, thì ở trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, chúng ta đã thấy tác giả đang lồng vào đấy chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng về cuộc đời vô cùng sâu sắc, đậm nét. Vì thế, Truyện Kiều được gọi là tiếng thơ của tình người, của sự đồng cảm với số phận đau đớn, tập vùi con người. Truyện Kiều là khát vọng hạnh phúc, là giấc mơ về công lý chính nghĩa, ngợi ca tài năng và phẩm giá con người. Trên màn hình là một số những bản dịch ra tiếng nước ngoài của Truyện Kiều. Ở đây chúng ta sẽ dành thêm thời gian và hồi nhớ lại Truyện Kiều với phần tóm tắt. Chúng ta đã được biết ở trong một chương trình lớp 9 rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại các nét chính thôi. Truyện Kiều được phân thành các phần, thứ nhất là gặp gỡ và đính ước. Ở đây chúng ta thấy là tác giả đã miêu tả Truyện Kiều và Thúy Vân là hai chị nữ tài sắc vẹn toàn và hai nàng là con gái của một gia đình trung lưu lương thiện, sống trong cảnh êm đềm chiến tủ màn tre bên cạnh cha mẹ. Trong buổi tu xuân nhân tiết Thanh Minh, Thúy Kiều đã gặp chàng Kim Trọng phong tư tài mạo tốt trời. Hai người đã chớm nở một tình yêu đẹp và Kim Trọng đã đến trọ gần nhà Thúy Kiều. Nhân trả chiếc hoa rơi, Kim Trọng đã gặp Kiều bày tỏ tình cảm. Và sau đó hai người đã chủ động tự do đính ước với nhau. Ở trên màn hình chúng ta đang thấy cảnh Kiều vượt tường sang nhà Kim Trọng để tự tình. Tuy nhiên thì câu chuyện này không chỉ dừng ở cái kết đẹp như thế. Trong phần thứ hai, Ta Biến và Lưu Lạc, tác giả đã xây dựng sau khi Kim Trọng về quê chịu tang chú thì gia đình Kiều bị mắc oan. Kiều phải nhờ Vân trả nghĩa cho Kim Trọng, còn nàng thì bán mình phục cha. Thúy Kiều bị bọn buôn người là Mã Giám Sinh, chú bà dở khanh lừa gạt đẩy vào lầu xanh. Đây là cảnh Kiều ở lầu Minh Bích trong thời gian ở lầu xanh. Sau đấy thì Kiều đã được thúc sinh một cách làm chơi hào phóng, cứu vớt khỏi cuộc đời thiếu nữ. Nhưng rồi Kiều bị vợ cả của thúc sinh là họa sư ghen tuông đẩy đọa. Thúy Kiều phải trốn đến nương nhờ nơi cửa Phật. Sư Đắc Duyên vô tình gửi nàng cho bạc bà,
kém hơn người như chú bà, nên Kiều lần thứ hai rơi vào lồng xanh. Và ở đây Kiều gặp lại gặp Từ Hải, một anh hùng đội trời đạp đất. Từ Hải lấy Kiều giúp nàng báo ân báo oán, nhưng do mắc lừa quan tổng đốc trọng thần Hồ Tô Hiến, Từ Hải đã bị giết và chết đứng trận tiền. Khi Kiều phải hầu đàm hầu rượu Hồ Tô Hiến rồi bị ép cả cho một viên thổ quan, đau đớn tủ nhục, Kiều chậm mình trên sông Tiền Đường, nhưng nàng được sư giác nguyên cứu, và lần thứ hai Kiều nương nhờ từ Phật. Tiếp phần thứ ba, đoàn tụ. Sau nửa năm về Lưu Dương chịu tang chú, Kim Trọng trở lại tìm Kiều. Hay tin gia đình Kiều bị tai biến và nàng phải bán mình chuộc cha, chàng đau đớn vô cùng. Tuy kết duyên với Thúy Vân, nhưng Kim Trọng chẳng thể nào nguôi được mối tình đầu say đắm. Chàng quyết cất công lặn lội đi tìm Thúy Kiều. Nhờ gặp được sư giác duyên mà Kim Kiều tìm được nhau, gia đình đoàn tụ. Chiều yến mọi người, Thúy Kiều nối lại duyên với Kim Trọng, nhưng cả hai cùng nguyện ước duyên đôi lứa cũng là duyên bạn đồng. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu về chuyện Kiều qua việc tóm tắt. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bốn phần tiếp theo là khái quát một số đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Du. Về nội dung, chúng ta thấy những tác phẩm của Nguyễn Du tiêu biểu nhất vẫn là giá trị nhân đạo. Giá trị ấy thể hiện ở những điểm chính như sau. Thứ nhất, ông cảm thông sâu sắc với những người nhỏ bé, bất hạnh, đặc biệt là người phụ nữ. Thứ hai, ông trân trọng những giá trị tinh thần và người tạo ra nó. Điều này thể hiện rõ ở trong tác phẩm Độc Tiểu Thanh Ký với việc trân trọng những tập thơ của Tiểu Thanh và trân trọng đàn Tiểu Thanh. Thứ ba, tác phẩm của ông còn đề cao hạnh phúc con người rất tự nhiên trần thế, ví dụ như đề cao mối tình Kim Kiều, mối tình vượt đảo những giáo phong kiến. Tiếp theo về mặt nghệ thuật, chúng ta thấy công hiện nổi bật nhất của Nguyễn Du chính là làm giàu ngôn ngữ Việt qua việc nhuộm hóa các yếu tố ngôn ngữ Hán. Ví dụ như ở đây, ông đã sáng tác bằng chữ nôm, và trong chữ nôm ông còn sử dụng thể thơ lục bát rất truyền thống của dân tộc. Ngay ở trong chuyện Kiều chúng ta cũng thấy tác giả sử dụng rất nhiều các thành ngữ, lời ăn tiếng nói của người dân. Đóng góp công hiến đó của ông đã đưa tác giả trở thành một đại thi hào của dân tộc, và chuyện Kiều đương nhiên cũng trở thành kiệt tác văn học. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ tác phẩm. Chúng ta thấy Nguyễn Du quả thực là nhà thơ nhân đạo chủ nghĩa tiêu biểu của văn học Việt Nam trung đại. Ông có đóng góp to lớn đối với văn học dân tộc trên nhiều phương diện nội dung và nghệ thuật, xứng đáng gọi là thiên tài văn học. Bài học đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn các thầy cô và các em.